Thời gian gần đây, tôi nhận được câu hỏi về việc cây hoa hồng bị vàng lá, đen mầm và đen thân thì xử lý như thế nào? Sau một thời gian trồng hoa hồng, tôi nhận thấy trên cây hoa hồng thường có 3 loại đốm lá. Loại thứ nhất có thể gọi là bệnh đốm đen, black spot. Trên lá hoa hồng thường xuất hiện những đốm màu đen, thường có hình dáng hơi tròn, màu đen hoặc màu vàng nâu. Những đốm đen này có thể chạy qua phần gân lá. Vị trí xuất hiện trên lá gần như không cố định. Còn loại đốm đen thứ hai thường bắt đầu ở phần chóp lá và có hình chữ V. Đối với hai loại vàng lá đốm đen như thế này, tôi thường sử dụng loại thuốc Nativo. Trung bình khoảng 7 cho tới 10 ngày phun ngừa một lần với thuốc Nativo này thì bệnh đốm đen sẽ giảm hẳn. Còn liều lượng sử dụng, tôi sử dụng khoảng phân nửa muỗng 1 gram này cho bình 1 lít nước. Loại bệnh đốm lá này gần như xuất hiện bất cứ mùa nào trong năm đối với cây hoa hồng. Do đó, việc phun thuốc phòng ngừa là điều cần phải làm. Còn một loại bệnh đốm lá khác có vẻ tên gọi của loại bệnh này là bệnh sương mai, thường xuất hiện nhiều vào thời điểm giao mùa hoặc thời điểm nắng nóng và mưa nhiều xen kẽ với nhau, hoặc những hôm sáng sớm có nhiều sương mù, thậm chí sương mù làm ướt đẫm lá. Và sương mù xuất hiện khoảng 2 cho tới 3 ngày liên tục thì bệnh này phát triển rất mạnh. Dấu hiệu của bệnh đó là trên lá xuất hiện những đốm màu đen hoặc màu nâu đen. Thường có hình dạng góc cạnh và những đốm đen này không chạy qua phần gân lá. Chúng chỉ chạy dọc theo gân lá. Thường thì chúng có hình dạng đa giác góc cạnh, không có hình dạng tròn. Khi bệnh này xuất hiện thì cây hoa hồng bị vàng lá rất nhanh và rụng lá hàng loạt sau 3 cho tới 4 ngày. Khi để lá hồng bị bệnh sương mai ở gần với lá hồng bị bệnh đốm đen ở phần đầu của clip thì sẽ thấy rõ sự khác biệt của hai bệnh này. Bên trái là lá hồng bị bệnh sương mai. Những đốm đen có hình chữ nhật hoặc hình đa giác chạy dọc theo phần gân lá. Còn bên phải là bệnh đốm đen, black spot. Đối với bệnh sương mai, thường tôi phải sử dụng kết hợp hai loại thuốc lại với nhau. Một là Nativo, như đã đề cập trước đó. Loại thuốc thứ hai mà tôi sử dụng là Aerobat MZ. Một loại thuốc chuyên dùng để trị bệnh sương mai trên cây trồng.
về liều lượng sử dụng để điều trị bệnh xương mai. Đối với bình 1 lít nước thì Aerobat em sắt này tôi sử dụng 1 gram thuốc cho vào bình. Rồi lắc đều lên, sau đó cho khoảng 1/2 gram thuốc Nativo tiếp tục cho vào bình 1 lít này và lắc đều để 2 hỗn hợp thuốc và trộn đều với nhau. Sau đó phun đều lên phần thân lá của cây hoa hồng bị nhiễm bệnh. Còn đối với bệnh đen thân hoặc đen mầm, bệnh này thường ít gặp hơn và thường chỉ xuất hiện trên một giống hoa hồng nào đó, ít khi xuất hiện đồng loạt trên tất cả các giống hoa hồng. Đối với bệnh đen thân, tôi thường sử dụng loại thuốc phi săn. Còn liều lượng sử dụng là khoảng 0,5 ml cho bình 1 lít nước, phun đều lên phần nhiễm bệnh đen thân.